Xin chào các bạn. Chúng ta đang di chuyển đến một gia đình ở Quảng Nam. Gia đình này có hiện tượng tâm linh rất là đáng sợ. Gia đình thì sống trên cái mảnh đất của người Chăm ngày xưa. Ở trong gia đình thì có ba người con, thì ba người con ở trạng thái phát triển không bình thường, kiểu như dạng phá cách theo ở phía ngoài xã hội. Người mẹ, tức là bà mẹ của cái chú này, thì đêm ngủ thì toàn thấy đoàn quân đủ các màu áo, và cái màu áo chính là màu áo trắng của, tức là của người Chăm ngày xưa, đi lại ở đầu giường. Và có lúc thì lên giường nằm ngủ cùng với bà cụ. Còn vợ chồng nhà cái chú này thì tức là nhìn thấy, ngủ thì nhìn thấy rất là nhiều lần, rất là nhiều lần những cái đoàn quân ở đây. Và gia đình đã lập cây hương để thờ những cái vong đó, và đã liên hệ với đoàn chúng ta đến đó. Thì tôi hy vọng rằng đến đó thì tôi sẽ quay được clip. Nhưng mà nó có một cái điều nó hơi bất cập ở chỗ là như này: cái giọng của người dân ở Quảng Nam thì mọi người lại nghe thì nó hơi khó nghe, cho nên là không biết là tôi có quay được cái nội tình không. Thì tôi cứ giới thiệu qua với các bạn như thế, để lát nữa chúng ta sẽ vào gia đình đó để xem nếu mà quay được thì tôi sẽ quay, còn nếu không thì tôi sẽ giải quyết tâm linh cho gia đình nhà này. Mời các bạn theo tôi. Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt ở đây là xã gì nhỉ chú nhỉ? Đại Phong, huyện gì ạ? Đại Lộc. Chúng ta đang có mặt ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam. Quảng Nam. Nơi này có một gia đình bị tâm linh tác động khá là nặng nề. Nhưng vì cái giọng ở đây cũng rất là khó để các bạn nghe rõ được cái vấn đề, thì tôi cũng chỉ nói sơ qua với các bạn như thế này, là tôi sẽ vào đây để xử lý tâm linh cho gia đình. Gia đình thì đang thờ, trên này có một cái bàn thờ Phật rất là đẹp, rất là đẹp. Tôi thấy ở trong này mọi người hay thờ Phật. Thờ Phật. Thế còn cái bàn thờ này là thờ cái gì hả chú? Thờ thằng Bốn Mọn, chư Bốn Mọn, thằng Tố. Tiên sư bản mệnh nhé. Thế còn lại gia tiên nhà chú thì chú thờ ở đâu? Trên dưới mà thôi được rồi, cho đứng ở dưới này. Ở bàn dưới. Thôi được rồi. Còn lại thưa các bạn, cái quan trọng là ở ngoài này, lát nữa thì tôi sẽ giúp gia đình để phá cái quay cái cây hương ở ngoài này. Lát nữa tôi sẽ phá cái cây hương, tại vì đây là cái nơi gia đình thờ. Tôi đã nhắc và khuyến cáo rất nhiều lần, đó là cây hương là nơi tụ tập của các cái vong linh lang thang ở quanh khu vực. Cho nên bây giờ chú lấy cho cháu cái búa để cháu ra. Có rồi gì ạ? Tôi sẽ ra tôi phá cây hương cho gia đình. Tôi xin nhắc lại, cái việc phá cây hương này nó rất là quan trọng là một, rất là phức tạp là hai. Và cái này tôi cũng khuyến cáo là các cái đồng thầy đừng có học theo tôi. Tại vì việc phá cây hương này phải có pháp lực và vị thế. Nếu không thì không bảo đảm được tính mạng đâu. Không phải đơn giản để mà phá được cây hương đâu ạ. Mời các bạn theo tôi ra đây. Chú lấy cho cháu cái túi bóng để cháu đựng cái bát hương. Cây hương là cái, nếu như ai mà biết mà thờ cây hương thì phải bốc được cái bát hương. Bát hương đó gọi là bát hương của mẫu Bán Thiên, là Thanh Vân công chúa. Còn lại đại đa số là người ta bốc thờ, gọi là thờ thần linh thổ địa, nhưng thực chất cha bà, nhưng thực chất đó là thờ các vong linh lang thang và thần ở trên đất. Đó là một cái sự gây hại cho các thành viên trong gia đình. Và bây giờ thì tôi sẽ giúp gia đình để phá nó đi. Chú đưa cháu tôi bóng cho cháu bỏ cái nó đi.
có đây nhiều bát hương này. Bỏ rồi thì bỏ đi từ trước rồi gì. Bây giờ cháu sẽ đập tượng trưng cho chú, còn lại là chú phá nốt nhá. Vâng. Bát hương này thì chú đi chú giải đấy đi. Đây là gần thằng bỏ. Rồi chú đưa xong chú bỏ đi. Chú đưa cháu cái cho nó rồi. Còn lấy cái này lát nữa chú thu sau. Để cháu đập nó đi đã. Đến cái đến mình ra hai. Bê tông cứ đập mái đi, đập trên mái đi. Tôi xin nhắc lại các đồng thầy, hãy đừng cứ cái gì cũng học để rồi bản mệnh của mình thì không làm được việc đó, nhưng cứ học cóp nhặt về các cái sự việc, các cái cách giải quyết, sau đó về cũng áp dụng để đi làm cho người khác, cẩn thận không mất mạng như chơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trong để xử lý cho gia đình. Tôi xin nhắc lại là ở đây thì cái giọng nó hơi khó nghe, cho nên là tôi sẽ không quay. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa các bạn, ở gia đình này còn có một cái vật trông nó rất là lạ, đó chính là cái cối. Cái cối này nó không giống như những cái cối ở ngoài Bắc. Cối này tôi cũng không rõ lịch sử của nó là như thế nào, nhưng đây là một vùng đất liên quan đến dân tộc Chăm ngày xưa. Cho nên đây là, theo tôi nghĩ nó là những cái tàn tích của dân tộc Chăm ngày xưa. Ở đây nó có rất nhiều những cái đá gọi là đá quặng. Đây các bạn nhìn này, rất là nặng. Những cái đá này rất nặng luôn. Ui dồi, đây này, những viên đá quặng trong nhà, trong đất rất là nặng. Đây nữa này, đây nữa này, rất nhiều này. Kia là cái xỉ à? Xỉ, kia là xỉ, còn đây là những viên đá quặng. Cho nên là bảo sao đất ở đây nó cứ nặng, đất là như thế. Rồi, được rồi, chú vào trong đi để cháu xử lý tâm linh cho gia đình.